Sao lại xách quần lên đây? Trời ơi, hết rồi. Đái ra quần à? Hả? Úi ui, đái ra quần rồi. Nặng đỉnh rồi. Hả? Sao lại đái bậy ra quần đó hả? Thằng ca ơi. Hả? Ca đái ra quần. Con ngủ quên à? Hả? Con ngủ quên không? Mẹ đái ra quần không? À, đã thay vì cho ca hả? Mẹ tặng cái quần. Mẹ xem nào. Ui. Này. Đây rồi. Mẹ dẫn ca đi thay vì nhá. Mẹ để ca đi nhá. Ngứa phải không? Ăn cuốn rồi. Đây mẹ xăm nó. Đá kìa. Ngoan nhá. Tao ngồi ngoan cái ghế chạy kìa. Rồi 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 đi rồi. Đây đây rồi, đây đây mẹ. Rồi xong. Đây nhá, và mẹ bằng tỉ mới tan nhá. Gì á? Mẹ xem qua nó cái gì nào. Nào. Không phải quần mà. Chết. Nhai gì nhỉ?
đây ta, cái đó nha. Từ từ, đang cãi lộn đó không? Ai đến mặc áo không? Đừng có nghịch nào.